Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Hit of you now.
gonna make your day. When you feel the world is on your shoulders, I don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you. Hành trình chúng ta tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu. Hành trình chúng ta tìm kiếm chỗ dựa mang đầy ý nghĩa nguồn vui của cuộc đời. Và thông qua với kết quả cho hành trình tìm kiếm tình yêu hạnh phúc nơi đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát, để rồi tới sự hiện diện rất đông đủ của quý cố ông bà, cô dì chú bác, nội ngoại của hai bên gia đình, đặc biệt đối với phái đoàn trở về từ quê hương của đại gia đình nhà trai. Chúc phát trở về từ tư gia của gia đình ông Đỗ Quốc Phong và Trần Thị Thủy Trâm trên quê hương của Bùi Thị Xuân, phường Đức, thành phố Huế. Quý vị đã dành những tình cảm trở về với tư gia của gia đình nhà gái. Và thông qua sự gặp gỡ của hai bên gia đình, mong muốn những tâm tư tình cảm chung tay vun vén tạo dựng chúc phúc cho thành quả hạnh phúc trăm năm dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Và số phút này trên quyền tư gia của gia đình nhà gái cùng rất mong muốn gửi gắm tất cả những lời tâm sự, những lời đón tiếp tới toàn thể quý vị thông qua những ly trà, những hương vị đậm đà, thay cho bằng tất cả những tình cảm đón tiếp tới quý vị khách quý trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trước khi bước vào với tất cả các nội dung chính của chương trình, những làm chương trình của chúng tôi xin gửi tới các vị đại biểu đại diện của hai bên gia đình với một lịch trình cụ thể để với phần nghi thức vấn danh sẽ giới thiệu thành phần chủ chốt của hai bên gia đình cùng trở về tham dự trong ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ cùng lần lượt đi đến với tất cả các phần nghi lễ quan trọng đủ đầy để cùng chung tay vun vén tạo dựng hạnh phúc trăm năm dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị khách quý của hai bên gia đình. Chúng ta cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu để chúng ta sẽ cùng đồng hành thông qua với câu chuyện trong sự kiện đại lễ ăn hỏi năm tài, sự kiện lễ phú quý dành cho đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị, hạnh phúc và tình yêu đó cũng chính là đôi bạn trẻ Ngọc Hường, Quốc Phát của chúng ta. Cùng với những giây phút vừa rồi để hướng về trước bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ Giao Thiên, đôi bạn trẻ mong muốn bày tỏ tất cả những lời tâm sự, những lời chiên cảm tạ tới những tình yêu hạnh phúc mà Thiên Chúa đã dành cho đôi bạn trẻ, cũng như sự đồng hành của các bậc Giao Thiên đã bàn phước cho đôi bạn trẻ có được kết quả như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi đến với phần nghi thức đầu tiên, đó chính là phần nghi lễ vấn danh. Hai bên gia đình sẽ cùng chính thức giới thiệu thành phần chủ chốt tham dự trong khoảnh khắc sự kiện đại lễ ăn hỏi năm tài ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng tới sự hiện diện rất đặc biệt, một vị đại diện thay lời trung tư gia của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu gửi gắm những lời tâm sự, những lời cảm ơn và sơ bộ sơ lược giới thiệu thành phần chủ chốt trên quê hương của gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời vị đại diện cho gia đình nhà trai của chúng ta. Kính thưa hoàng gia gái, tôi đại diện cho gia trai trước hết chúc quý gia gái mạnh khỏe. Và tôi xin giới thiệu người đầu tiên, người mà đặc biệt trong ngày hôm nay, đó là chủ đề Đỗ Quốc Phát, cho một tràng pháo tay. Và kế tiếp là thân sinh của chủ đề. Đây là anh trai của chủ đề. Và đây là bà ngoại. Đây là cô bà ngoại là cái hoa này. Đây là hai cậu. Bên là dưỡng của chủ đấy. Đây là mợ. Đây là thím của chủ đấy. Nhiều quá. Kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi vị đại diện thay lời trung tư gia của gia đình nhà trai trước tiên mong muốn bày tỏ những lời tâm sự, lời cảm ơn sự đón tiếp rất trọng thị của gia đình nhà gái đối với gia đình nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Vị đại diện cũng đã sơ bộ sơ lược để giới thiệu thành phần chủ chốt trên quê hương của gia đình, đặc biệt là sau thân phụ mẫu của tân chú rể, tân chàng trai Quốc Phát, cũng như gồm có quý cố ông bà, cô dì chú bác, nội ngoại trên quê hương của đại gia đình nhà trai xuất phát trở về từ quê hương của Bùi Thị Xuân, phường Đức, thành phố Huế, đã chính thức có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái lúc này.
Đây chính là bầu tâm sự, sự gặp gỡ của hai bên gia đình, là niềm vui của hai bên gia đình. Một lần nữa xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho sự gặp gỡ, sự hiện diện của gia đình nhà trai ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Võ gia đình nhà trai thì đã phát biểu rồi, nhà gái ta cũng phải đỡ lời dăm câu để cho bên rể, bên dâu, để cho hai họ về lâu về dài, thắm đượm cho sự gặp gỡ của hai bên gia đình và sự liên kết liên đới, câu chuyện tình cảm, tình nghĩa thông gia của hai bên gia đình. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện thay lời trong tư gia của gia đình nhà gái ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến giới thiệu thành phần đón tiếp của gia đình lúc này. Xin được trân trọng kính mời. Xin kính chào quý ông, quý bà và tất cả anh em, cha bác, trong hai dòng họ. Tôi giới thiệu để cho các vị nhà trai được cũng được biết của họ nhà gái chúng tôi. Tôi xin giới thiệu đây là ông chú em của ông nội của cháu Hường. Tôi xin giới thiệu ông đây là anh của ông nội của cháu Hường. Ông cũng là anh nội của cháu Hường. Đây là ông cậu của cháu Hường. Ông cậu. Vâng. Đây là ông bác của cháu Hường. Đây là ông chú em của ông nội cháu Hường. Đây là còn toàn bộ ở dưới này là anh em cha bác, anh em chúng tôi. Tiếp nữa là bà bác là chị của bà nội. Dạ, chị của bà nội. Tôi xin giới thiệu bà nội. Bà nội đúng không? Bà muốn thay à? Ôi, đây là bà cô của cháu Hường. Bà cô em nội. Vâng, đây là bà thím. Bà thím là vợ của ông chú em ông nội. Kính thưa quý vị thân mến, và hòa chung với một câu chuyện và rất đặc biệt ngày hôm nay, cùng với một sự đón tiếp rất đông đủ của quê hương gia đình nhà gái chúng ta, vị đại diện của gia đình đã mong muốn trước tiên bày tỏ lời tâm sự, lời cảm ơn tới phái đoàn của gia đình nhà trai đã thông qua lời hứa hẹn để có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái lúc này. Và thông qua sự gặp gỡ của hai bên gia đình sẽ cùng chung tay chúc phúc cho hạnh phúc trăm năm dành cho đôi bạn trẻ. Vị đại diện cũng đã sơ bộ sơ lược để giới thiệu thành phần chủ chốt, thành phần đón tiếp trên quê của gia đình nhà gái ngày hôm nay, gồm có quý cố ông bà cô dì chú bác nội ngoại trên quê của gia đình nhà gái chúng ta, cũng như thành phần không thể thiếu thành phần chủ hôn, đó chính là song thân phụ mẫu của tân cô dâu của chúng ta, tân cô dâu Ngọc Hường đã và đang hiện diện lúc này. Đó cũng chính là những bầu tâm sự, tâm tư, tình cảm, niềm vui để hai bên gia đình chúng ta cùng gặp gỡ. Và sau đây, để gắn kết lại câu chuyện tình cảm và sự giới thiệu của hai bên gia đình cũng như câu chuyện hai bên gia đình sẽ thêm gần gũi hơn, xin mời các vị đại biểu đại diện của hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy, thể hiện bằng một cái bắt tay thân thiện tình cảm cho sự gặp gỡ ngày hôm nay được không ạ? Xin mời các vị. Và thưa quý vị, chúng ta đừng quên những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự gặp gỡ của hai bên gia đình ngày hôm nay. Những anh chiến sĩ của chúng tôi xin chúc cho tình cảm, tình hữu hảo thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn vững bền chặt, để sẽ đây cũng chính là một trong những đà thăng tiến cho cuộc sống tình yêu của đứa bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát của chúng ta. Kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta đã trải qua với cung bậc cảm xúc và sự gặp gỡ của hai bên gia đình cũng như phần nghi thức đầu tiên mà hai bên gia đình đã giới thiệu thành phần chủ chốt, thành phần đón tiếp của hai bên gia đình đã và đang có mặt rất đông đủ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp tới phần nghi thức, phần nghi lễ tiếp theo. Đó chính là một trong những phần nghi lễ quan trọng nhất. Hai bên gia đình sẽ cùng chính thức chung tay vun vén tạo dựng chúc phúc cho thành quả phúc trăm năm dành cho đứa bạn trẻ của chúng ta. Kính thưa quý vị, với sự chuẩn bị rất chu đáo của quê hương gia đình nhà trai, mong muốn mang về với gia đình nhà gái của chúng ta, trước tiên là cơ chầu đại diện cho phần nghi lễ ăn hỏi, cũng như những mâm sinh lễ trọn vẹn đủ đầy, thông qua với sự gặp gỡ ngày hôm nay, cũng chính là bầu tâm sự để chung tay tạo dựng hạnh phúc trăm năm dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Phần nghi lễ ăn hỏi của hai bên gia đình sẽ được diễn ra để cùng tạo dựng cho đôi bạn trẻ. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện thay lời trong tư gia của gia đình nhà trai của chúng ta sẽ có đôi lời gửi gắm
và trước tiên phát biểu gửi gắm lời tâm sự qua cười trầu đại diện cho phần nghi lễ ăn hỏi cũng như những mâm sinh lễ trọn vẹn đủ đầy kính trình tới gia đình nhà gái của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Hoàng gia trai, sau một thời gian hai cháu tìm hiểu và được kết thúc kết hợp và sự bàn bạc của đôi nhà đôi bên gia đình, tôi đại diện cho gia đình xin đem lễ vật tới để tổ chức buổi họp của gia có hai vị cháu. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều kính thưa quý vị thân mến, đối với niềm vui giữa hai bên gia đình là sự liên đới về câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng như đối với phong tục tập quán của mỗi một miền quê hương sẽ cũng có sự khác nhau. Thế nhưng ngày hôm nay cùng với câu chuyện tâm đắc cũng như dạ ý mà vị đại diện cho gia đình nhà trai, trước tiên mong muốn bày tỏ lời tâm sự gửi gắm những lời tâm sự đó thông qua với cây trầu, mong muốn đặt thành vấn đề với gia đình nhà gái của chúng ta, đó chính là cây trầu đại diện cho phần nghi lễ ngày hôm nay, nghi lễ ăn hỏi cũng như tất cả những mâm sính lễ trọn vẹn tới gia đình nhà gái của chúng ta, mong muốn tới sự đồng thuận thống nhất và nhất trí của gia đình nhà gái để chúng ta cùng chung tay vun vén và tạo dựng nên cuộc sống tình yêu hạnh phúc dành cho đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát. Đó chính là tâm tư, là nguyện vọng và sự ý nghĩa mong muốn của gia đình nhà trai. Sau đây xin được trân trọng kính mời vị đại diện thay lời cho tư gia của gia đình nhà gái chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến để chấp thuận thông qua với cờ trầu những mâm sinh lễ trọn vẹn mà gia đình nhà trai đã vừa kính trình. Quý cố, quý ông bà, quý vị, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa sự hiện diện của quý cố, quý ông bà và quý vị quan khách bốn họ đang hiện diện nơi đây. Lời đầu tiên, cho phép quý đoàn đại biểu họ gái chúng tôi xin gửi tới lời chào và lời kính chúc toàn thể quý họ hiện diện nơi đây. Một tràng pháo tay thật lớn xin kính mời. Thưa toàn thể quý cố, quý ông bà, thưa quý ông bà, đoàn trưởng, đoàn phó và các tổ chức trong đoàn của quý đoàn đại biểu họ trai từ cố đô Huế trở về họ gái chúng tôi trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên, trước hết, gia đình hai họ chúng con tạ ơn Chúa cả ba ngôi. Chúa đã tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống cho hai gia đình ngày hôm nay và cách đặc biệt bốn họ đang nhìn nơi đây. Từ khởi sự cho đến công việc ngày hôm nay, qua ý kiến của ông đoàn trưởng của quý đoàn đại biểu họ trai, ông vừa có ý kiến rất tâm đắc giờ đặc biệt này. Quý đoàn đại biểu họ trai về đây gồm có 5 sánh đế để muốn nói lên ngũ đại đồng đường, phúc lộc an khang, phúc lộc tình yêu nửa đôi của hai con ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý ông bà và toàn thể các vị khách quý, hôm nay với sự chứng kiến đông đủ của tứ thân phụ mẫu ra hai con hôm nay, đúng là nuôi con từ thửa còn thơ, mong cho con lớn lên người để đôi bên song thân phụ mẫu lễ hỏi từ đây. Thưa quý cố, quý ông bà, lễ hỏi đẹp này được diễn ra thật là rất trang nghiêm và một nghi lễ rất đặc biệt. Nếu thủ tục Việt Nam ta thì hôm nay trầu cau lễ hỏi 3 cây và 1. Nhưng nếu người Trung Quốc hôm nay là một ngày cầu hôn rất trọng đại, và nếu như người châu Âu thì hôm nay là ngày thành hôn rất là ngọc quý của hai con ngày hôm nay. Quý đoàn đại biểu họ gái chúng tôi xin ghi nhận những lời của ông đoàn trưởng và các tổ chức trong đoàn, quý vị khách quý đã về đây có những cái sánh đế hôm nay để muốn nói lên hai bên lễ hỏi ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho quý đoàn đại biểu họ gái xin chân thành cảm ơn sự nhiệt huyết, sự quảng đại và vì tình nghĩa của quý cố, quý ông bà, quý vị khách quý từ xa tới gần đã trở về đây chúc phúc cho tình yêu nửa đôi. Tôi xin chân thành muốn nói lên một điều, một sức mạnh của tình yêu, chúc cho hai tình thông gia, hai nhà như một. Chúc cho hai họ ngày hôm nay thật là vui chung.
chúc cho toàn thể quý cô ông bà cuộc gặp mặt này để diễn nên chúc phúc cho tình yêu và lứa đôi thật là hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thầy Trung Tư Gia của gia đình nhà gái trước tiên mong muốn gửi gắm tất cả những lời tâm sự yêu thương là ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát, truyền tải những thông điệp tới toàn thể quý vị để chúng ta cùng đồng chia sẻ, cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ có được những hành trình tốt đẹp nhất trong cuộc sống tình yêu của mình. Và vì đại diện cũng mong muốn gửi gắm tất cả những lời tâm sự cảm ơn và những lời kính trình gửi gắm của gia đình nhà trai thông qua với cười chầu đại diện cũng như những mâm sính lễ trọn vẹn đong đầy những tình cảm, để rồi hai bên gia đình sẽ cùng chung tay tạo dựng vun vén cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Và đó chính là những lời ý kiến chấp thuận của vị đại diện thay lời Trung Tư Gia của gia đình nhà gái. Và trong giờ phút này, sau đây xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trao nhận với cơi chầu để đại diện cho tất cả phần nghi lễ quan trọng đủ đầy trong ngày hôm nay. Sau đó sẽ truyền lại cho hai người mẹ thân thương của đôi bạn trẻ. Xin mời đại diện cho hai người mẹ thân thương của đôi bạn trẻ sẽ tiến trở lên với nơi trung tâm khán phòng lúc này đi ạ. Và xin mời để có được kết quả chương trình tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc và tình yêu. Và ngày hôm nay Ngọc Hường và Quốc Phát họ đã cảm nhận được sự chung tay tạo dựng chúc phúc của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng trai bên gia đình đâu ạ. Xin mời quý vị ạ. Và xin mời hai mẹ sẽ lán lại tại nơi trung tâm sân khấu. Xin mời đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát sẽ tiến trở ra tại nơi trung tâm sân khấu, hiện diện ra mắt tới toàn thể quý vị khách quý trong ngày vui hạnh phúc trang trọng ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, hạnh phúc và tình yêu luôn là một trong những món quà rất tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người, đặc biệt ban tặng cho đôi bạn trẻ, để rồi ngày hôm nay với sự hiện diện rất đông đủ của hai bên gia đình đã dành những lời cầu nguyện, những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến với sự kiện đại lễ ăn hỏi nam tài, lễ vu quy dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Và trong giờ phút này mong muốn bày tỏ tất cả những lời tâm sự, gửi gắm những lời chiên cảm tạ tới quý vị. Và sau đây xin mời Ngọc Hường và Quốc Phát hãy nắm chặt tay nhau, hướng về với những gương mặt thân quen của toàn thể quý vị và dành một cái cúi đầu thật sâu để nói lên lời cảm tạ và ra mắt. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đúng không ạ. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn hai người mẹ thân thương của đôi bạn trẻ, hãy tiếp tục quay trở lại tại nơi hàng ghế danh dự đi ạ. Và sau đây xin mời hai nhân vật chính của chúng ta Ngọc Hường, Quốc Phát sẽ tiếp cận tại nơi những bàn tiệc trà của các bác đại biểu đại diện của hai bên gia đình để rót lên những tuần trà mang đầy những tình cảm, đó chính là những lời mời trân trọng nhất tới quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin mời quý vị khách quý của hai bên gia đình chúng ta tiếp tục mời nước, mời thuốc, mời chầu để đồng hành hướng trở về với nơi trung tâm sân khấu lúc này. Và những người làm chương trình, trung tâm điều hành tổ chức sự kiện Tuấn Hoa cũng mong muốn truyền tải thông điệp câu chuyện tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
trẻ Ngọc Hường Quốc Phát của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng cho món quà âm nhạc của giờ đúng không ạ? Xin mời quý vị ạ. Và ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tới sự hiện diện rất đặc biệt đến từ tứ thân phụ mẫu của đôi bạn trẻ, cũng như hai nhân vật chính của chúng ta sẽ tiến trở về nơi trung tâm sân khấu hiện diện và sau đó sẽ cùng trao nhận với những mầm sính lễ trọn vẹn đong đầy những tình cảm niềm vui. Xin được trân trọng kính mời Quý và quê Tuân Ba, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn. Chính thức kể từ giây phút ngày hôm nay, sự liên đới kết nghĩa tình thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn gắn bó bền chặt để tạo nên những tiền đề nền tảng vững chắc nhất cho đôi bạn trẻ vững bước trên con đường hành trình cuộc sống và tương lai. Và giờ phút này hai bên gia đình cùng với đôi bạn trẻ của chúng ta mong muốn gửi gắm tất cả những lời tâm sự, lời cảm ơn sự chung tay vun vén tạo dựng của đôi bạn trẻ và hiện diện ra mắt tới toàn thể quý vị. Và xin mời hai bên gia đình sẽ cùng dành một cái cúi đầu để ra mắt hiện diện tới toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin mời. Và chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình. Chúc mừng cho sự hiện nhất, cho tình nghĩa, tình cảm, tình thân gia của hai bên gia đình. Và ngay bây giờ, xin mời hai bên gia đình sẽ lần lượt để trao nhận những mâm sính lễ trọn vẹn. Hai bên gia đình sẽ cùng trao nhận những mâm sính lễ đi ạ. Xin mời bộ phận ban lễ tân, ban kết tân, ban hộ lễ sẽ hỗ trợ để cho hai bên gia đình sẽ cùng trao nhận gắm để chúc phúc cho tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ Quốc Phát và Ngọc Hường sẽ luôn trường tồn. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Chúng muốn gửi gắm tất cả những lời tâm sự và truyền tải thông điệp lan tỏa câu chuyện yêu thương của hai bên gia đình, câu chuyện tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát. Xin cảm ơn. Và sau đó là mâm sính lễ của những chiếc bánh dẻo, bánh ngọt, những chiếc bánh phu thê. Kính thưa quý vị, đây chính là những hương vị ngọt ngào, là sự kết tinh, tinh túy, ý nghĩa đủ đầy của trời và đất để tạo nên những hương vị ngọt ngào và sự tinh túy yêu thương và niềm vui cuộc sống của mỗi con người. Và là món quà rất đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi chúng ta, ban tặng cho tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Tiếp tục sau đó là những ly bia. Và xin mời. Với sự chất lọc tạo nên những hương vị tinh túy và sự cảm nhận trọn vẹn để cầu chúc cho đôi bạn trẻ, đặc biệt cùng với mâm sính lễ này xin được cảm ơn rất nhiều. Tiếp tục là mâm sính lễ của hoa thơm trái ngọt. Kính thưa quý vị thân mến, và bức tranh hình ảnh lòng phụng sum vầy để rồi ngày hôm nay là một sự liên kết yêu thương và sự liên đới câu chuyện tình cảm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Quốc Phát và Ngọc Hường, là sự hiện diện rất đặc biệt của quý cố ông bà. Toàn thể quý vị khách quý đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn hơn đây để chúc mừng cho một sự trao nhận rất thành công với năm mâm sính lễ trọn vẹn đủ đầy, đại diện cho những điều tốt đẹp nhất, đó chính là phúc lộc thọ khang ninh, an bình và phú quý. Luôn cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta có những hành trình tốt đẹp nhất trong cuộc sống tương lai của mình. Một lần nữa xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ lán lại để chụp kiểu ảnh lưu niệm tại đây chụp được nhạc phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Ôi, ông người yêu nào, ta sao ông người yêu cháu nào, đúng rồi. Bố luôn, bố luôn, ta sao ông người yêu rồi, đúng rồi đấy. Tay ngoài mẹ bạn trai nào. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin mời hai bên gia đình tiếp chúng ta tiếp tục quay trở lại tại nơi hàng ghế danh dự. Cảm xúc trọn vẹn mà hai bên gia đình đã cùng vừa trao gửi những mâm sính lễ mang đầy những tâm tư tình cảm, mong muốn cầu chúc cho hành trình cuộc sống tình yêu dành cho đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát của chúng ta. Và đó cũng chính là niềm vui để rồi những người làm chương trình của chúng tôi xin kính chúc cho tình cảm, tình hiếu hảo thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn là những nền tảng, tiền đề, nền móng vững chắc nhất cho đôi bạn trẻ. Chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Và thưa quý vị thân mến, trải qua tất cả những niềm vui để rồi sự hiện diện rất đông đủ của quý cố ông bà và toàn thể quý vị khách quý đã về tham dự trong ngày hôm nay, và chúng ta đã thực hiện xong với phần nghi lễ quan trọng đủ đầy chung tay vun vén tạo dựng cho cuộc sống hạnh phúc trăm năm dành cho đôi bạn trẻ. Và ngay bây giờ, cùng với điều kiện khoảng cách địa lý của hai bên gia đình cũng như cung bậc thời gian mà hai bên gia đình đã mong muốn tâm sự gửi gắm tới toàn thể quý vị, và gia đình nhà trai mong muốn gửi gắm tâm sự với quý vị khách quý đặc biệt trở về với ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ, đó chính là cây trầu đón dâu. Vì điều kiện khoảng cách địa lý của hai bên gia đình, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện thay lời trong tư gia của gia đình nhà trai chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến, bày tỏ lời tâm sự. Kính thưa họ gia gái, tôi đại diện cho
họ Gia Ngãi xin họ Gia Tây xin chúc quý khách của Gia Ngãi, bà con Gia Ngãi được nhiều sức khỏe. Thứ hai, tôi cũng cảm ơn Thánh Phụ đã cho chúng tôi được một thành viên mới. Phật gia đình nhà trai đã gửi gắm tới gia đình nhà cái của chúng ta, mong muốn bày tỏ những lời cảm ơn thông qua những giây phút vừa rồi mà hai bên gia đình chúng ta đã thực hiện xong tất cả những phần nghi lễ quan trọng. Và trong giờ phút này, gia đình nhà trai đã đồng chuẩn bị thông qua với một cây trầu đón dâu, vì điều kiện khoảng cách địa lý và thời gian không gian, để rồi gia đình nhà trai cũng rất mong muốn ngỏ ý tới gia đình nhà gái của chúng ta, là cha gia đình nhà trai, mong muốn đặt thành vấn đề xin phép được gửi gắm thông qua với cây trầu đón cô dâu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện cho gia đình nhà gái của chúng ta tiếp tục có đôi lời phát biểu ý kiến và chấp thuận thông qua với cây trầu xin dâu của gia đình nhà trai, cũng như đưa ra với lời mời tới toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay tại Trung tâm Thánh đường Giáo xứ Tam Tổng sẽ diễn ra thánh lễ hôn phối dành cho đôi bạn trẻ. Sau đây xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho gia đình nhà gái ngày hôm nay. Kính thưa các cụ ông bà, kính thưa quan viên bốn họ, qua ý kiến của ông đoàn trưởng của họ nhà trai, ông vừa có một nghi lễ xin dâu trong giờ này. Thưa quý cố quý ông bà, các nhà văn nổi tiếng, người đã từng thốt lên rằng đố ai định nghĩa được hai chữ tình yêu. Nhà thơ Nguyễn Du đã phải đáp rằng thuyên nhiên là bởi ông trời, thiên mà đã định thì đất nào cũng phải xe. Đúng là tình yêu của hai con ngày hôm nay bày tỏ cảm ơn tứ thân phụ mẫu sinh thành ra hai con ngày hôm nay đã thành đạt. Qua ý kiến của ông đoàn trưởng trong giờ này, tôi hôm nay rất là diễm phúc được sự ủy nhiệm của ông nội cháu. Tôi là ông chú em của ông nội cháu, hôm nay được chấp thuận nghi lễ này của ông đoàn trưởng của quý đoàn đại biểu họ nhà trai trong giờ này. Và chính thức giờ này tôi xin nhận cháu Quốc Pháp là một người con của ông bà ông Hưng Bích Nghĩa và là cháu của trong họ chúng tôi. Kể từ nay, quý cố quý ông bà và các vị tân khách ở đây, mỗi khi cháu trở về họ gái chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn được cảm nhận thấy một hồng ân rất là lớn lao đối với trong họ gái chúng tôi. Và chúng tôi cũng muốn cầu chúc ước gì dễ hiền đến ra, và chúng tôi cũng chúc cho cháu Hường của chúng tôi kể từ giờ phút này là con của ông bà ông Phong và các cụ trong đấy. Thưa các cụ, cháu Hường sinh ra mà lớn lên trong một gia đình được bố mẹ ông bà rất tình cảm ấm áp trong một gia đình, và kể từ hôm nay cháu đi về nhà ông bà ông nội của cháu thì cho phép chúng tôi cuộc sống của hai của cháu Hường sinh ra mà lớn lên ý ăn nết ở chưa có kinh nghiệm, cho nên mong rằng cái tình thương của đấng bậc tối cao là cha mẹ là ông bà ông Phong tiếp tục nâng đỡ cháu để cho cháu trở thành một người con râu hiếu thảo của gia đình. Và trong tâm tình đó, cho phép tôi xin bày tỏ cảm ơn nhân dịp ngày trọng đại này, cảm ơn tất cả các ông, các bà từ Hà Nội, từ miền Nam, từ Đà Nẵng đã trở về đây chúc phúc cho một đứa đôi ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả quý cố, quý ông bà và toàn thể các vị khách luôn luôn bình an mạnh khỏe trong tay Chúa Kitô. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi vị đại diện cho gia đình nhà gái của chúng ta đã có đôi lời ngỏ ý để chấp thuận thông qua với cây trầu xin dâu, để rồi trong tiếp tục đồng hành thông qua với câu chuyện. Đặc biệt trong giờ phút này xin được trân trọng kính mời một lần nữa vị đại diện cho gia đình nhà trai của chúng ta sẽ đưa ra với khung ngày giờ và địa điểm vị trí tổ chức đại lễ thành hôn dành cho đôi bạn trẻ. Trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa họ gia gái, tôi xin thay mặt cho gia đình xin mời quý khách họ gia gái đến dự buổi tiệc chung vui cùng gia đình tại nhà hàng Sen Trắng 57 Hoàng Hoa Thám vào lúc 11:30 ngày Chủ nhật năm 2024. Xin chào. Kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi vị đại diện cho gia đình nhà trai mong muốn bày tỏ lời tâm sự tới toàn thể quý vị, cũng như đưa ra lời mời tới quý khách quý là sự kiện đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Ngọc Hường và Quốc Phát của chúng ta sẽ được diễn ra vào lúc 11 giờ Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, là ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại trung tâm của nhà hàng khách sạn Sen Trắng, tại trung tâm của đường 57 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế. Tư gia của gia đình ông Đỗ Quốc Phong, bà Trần Thị Thùy Trâm xin được trân trọng hân hoan đón tiếp chào mừng tới toàn thể quý vị. Đó là những lời ý kiến mà vị đại diện cho gia đình nhà trai đã truyền tải thông lực lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ trở về với khung thời gian địa điểm nêu trên để chúng ta cùng tham dự chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Và ngay bây giờ, xin mời hai bên gia đình sẽ cùng tiếp tục trao nhận với cười trầu đón dâu. Xin mời hai vị đại diện và sau đó là truyền lại cho hai người mẹ thân thương của đôi bạn trẻ. Xin mời. Xin mời hai người mẹ thân thương của đôi bạn trẻ sẽ cùng khởi hành trở về trước trung tâm khán phòng ngày hôm nay để trao nhận với cười trầu xin dâu. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều và chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng trai bên gia đình ông ạ. Xin mời quý vị ạ. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta cùng với hai người mẹ thân thương của đôi bạn trẻ, vâng, sẽ trở về với nơi trước trung tâm khán phòng. Và xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trở về nơi bục vinh quang trong ngày trọng đại phúc. Kính thưa quý vị, và một sự chuẩn bị rất chu đáo trong ngày vui là hành trình cuộc sống tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng như những món quà, những kỷ vật mong muốn sẽ trao tặng, gửi gắm, cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta hạnh phúc trăm năm. Trân trọng giới thiệu và chào mừng những món quà, kỷ vật trở về từ phía quê hương của đại gia đình nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Sự hiện diện rất đặc biệt đến từ người cha, người mẹ thân thương của tân cô dâu Ngọc Hường sẽ trở về với nơi trung tâm sân khấu chào tặng món quà yêu thương dành cho hai con. Xin trân trọng với mời. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống nơi mỗi con người chúng ta, ai ai cho chúng ta sinh ra lớn, mong cho chúng ta khôn lớn trưởng thành. Để rồi ngày hôm nay trên bước đường trưởng thành hạnh phúc, và đôi bạn trẻ Quốc Phát và Ngọc Hường, họ đã tìm tới cho mình chân lý trong tình yêu để đón nhận những tình cảm là món quà yêu thương đến từ bố và mẹ lúc này. Và đó cũng chính là sự hiện diện rất đặc biệt đến từ bố Phạm Duy Hưng, mẹ Ngô Thị Bích Liễu đã và đang hiện diện để trao tặng món quà dành cho hai con. Phòng của tư gia gia đình nhà gái lúc này biểu đại diện cho hai bên gia đình, đặc biệt là những cung bậc cảm xúc với tất cả quý vị khách quý chúng ta trở về cùng tham dự và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với đôi bạn trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay. Và giờ phút này đó cũng chính là món quà mà đôi bạn trẻ Quốc Phát và Ngọc Hường đã vừa đón nhận đến từ bố và mẹ của tân cô dâu. Chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho món quà vừa rồi, đúng không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp sau đó xin được trân trọng kính mời sự hiện diện món quà kỷ vật đến từ bố và mẹ của tân chú rể đi ạ. Kính thưa quý vị, cùng với một sự chuẩn bị cũng rất là tuyệt vời, rất là chu đáo trở về trong ngày vui là hành trình hạnh phúc tình yêu của hai con. Và trong giờ phút này chính là món quà mà bố mẹ mong muốn gửi gắm để trao gửi chúc phúc cho hai con trong ngày trọng đại. Sự kiện đại lễ ăn hỏi nạp tài, sự kiện lễ vu quy, để rồi lúc này đôi bạn trẻ Ngọc Hường Quốc Phát đang đón nhận món quà yêu thương đến từ bố và mẹ của tân chú rể.
câu chuyện ý nghĩa, tình cảm. Đặc biệt trở về với khuôn viên tư gia của gia đình nhà gái, địa chỉ tại quê hương của thôn 3 xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng với sự gặp gỡ của hai bên gia đình, dành những câu chuyện tâm tư tình cảm vun đắp cho đứa bạn trẻ. Xin được cảm ơn mấy món quà đến từ bố và mẹ của tân chú rể. Xây trong hạnh phúc tình yêu của mình một chút vốn mà quê hương của gia đình nhà trai cũng như người cha người mẹ của tân chú rể đã cùng chuẩn bị cho đứa bạn trẻ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin mời bố mẹ sẽ tiếp tục quay trở lại tại nơi hàng ghế danh dự. Tiếp tục là những món quà kỷ vật tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện món quà đến từ bà nội của tân cô dâu ạ. Trân trọng kính mời sự hiện diện món quà đến từ bà nội của tân cô dâu. Lời cho đứa bạn trẻ, chúng cháu xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện món quà của bà nội. Kính chúc bà tràn đầy sức khỏe, bách niên dài láo. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Chúng ta dành chúc mừng cho món quà đến từ bà nội của cô dâu. Tiếp sau đó là món quà của bà ngoại của cô dâu. Vì điều kiện ở xa từ quê hương Bảo Lộc, bà đã gửi quà về cho vị đại diện sẽ cùng thay mặt cho bà để chào tặng chúc mừng cho đứa bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời. Xin mời món quà đến từ bà ngoại. Xin cảm ơn rất nhiều món quà đến từ bà ngoại cũng như vị đại diện cho món quà của bà ngoại đã trao tay cho bà. Chúc mừng cho hai cháu trong ngày vui trọng đại hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và tiếp sau đó xin được giới thiệu những món quà trở về từ phía quê hương bên nội của cô dâu. Xin mời chú thím Vũ Ly. Sau đó là món quà tiếp theo đến từ hai bác Liễu Hùng cũng sẽ chuẩn bị. Xin mời món quà đến từ hai bác Liễu Hùng. Cảm ơn món quà đến từ gia đình chú thím Vũ Ly. Sau món quà của hai bác Liễu Hùng là món quà đến từ hai anh Hoàng và Phúc. Xin mời. Xin mời anh Hoàng, anh Phúc. À Đồng ở từ quê hương Đà Lạt cũng đã gửi quà về để chúc mừng cho hai cháu. Xin mời vị đại diện sẽ thay mặt cho bà. Món quà đến từ bà Đồng từ Đà Lạt đã gửi về để chúc mừng cho hai cháu trong ngày vui hạnh phúc trăm năm. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Món quà.
đến từ Bác Hai ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Và sau đó là món quà đến từ anh chị Ngọc Tú, thành phố Vinh. Bạn đang còn tiếp tục sở hữu những món quà kỷ vật mong muốn dành tặng cho bạn trẻ. Chúng ta sẽ tiếp cận sân khấu ngay bây giờ đi ạ. Tiếp tục đi ạ, xin mời quý vị ạ. Rồi đó cũng chính là những món quà, những kỷ vật mà hai bên gia đình, đặc biệt là quý vị khách quý đã về tham dự, dành tặng cho đôi bạn trẻ của chúng ta những món quà kỷ vật của quý vị. Xin được thay lời cho đôi bạn trẻ, xin được trân trọng cảm ơn, tri ân và ghi nhận với tấm lòng, tình cảm, niềm vui cũng như những món quà mà quý vị đã dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Kính thưa quý vị thân mến, và đặc biệt là thông qua nhà ý của hai bên gia đình, quê hương của gia đình nhà gái gửi gắm quay làm chương trình của chúng tôi mong muốn truyền tải một thông điệp tới toàn thể quý vị, đặc biệt diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay tại Trung tâm Thánh đường Giáo xứ Tam Tổng sẽ diễn ra sự kiện là thánh lễ hôn phối dành cho đôi bạn trẻ vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay. Thay lời cho quê hương của gia đình nhà gái cũng như với hai bên gia đình cùng với đôi bạn trẻ, xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ trở về với khung giờ trên tại Trung tâm Thánh đường Giáo xứ Tam Tổng để tham dự thánh lễ hôn phối, dành những lời cầu nguyện của quý vị cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn tới toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và thông qua nhà ý và sự sắp xếp của hai bên gia đình, đặc biệt là sự kiện đại lễ ăn hỏi nạp tài, sự kiện lễ vu quy dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự chuẩn bị rất chu đáo mà hai bên gia đình cầu chúc cho thành quả và sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin lời cho hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời quý cố ông bà cô dì chú bác nội ngoại của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng lưu lắng lại tại trung tâm khán phòng tư gia của gia đình để tham dự bữa tiệc thân mật cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Một lần nữa thay lời cho quê hương của hai bên gia đình, đặc biệt đối với gia đình nhà gái và đôi bạn trẻ Ngọc Cường, Quốc Phát, trân trọng kính mời quý vị khách quý chúng ta ngay trong giờ phút này chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào với bữa tiệc thân mật. Và xin mời bộ phận ban lễ tân, ban tiếp tân của quê hương gia đình nhà gái, chúng ta sẽ chuẩn bị cho bữa cơm thân mật để trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Và trong khi chờ đợi sự chuẩn bị thông qua bữa tiệc thân mật ngày hôm nay, xin mời quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy, thư giãn tại quê hương khán phòng của gia đình để bộ phận ban lễ tân, ban tiếp tân sẽ chuẩn bị cho bữa cơm thân mật. Xin được trân trọng kính mời và cảm ơn quý vị. Anh sẽ về thăm ngôi trường nhiều năm.